Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quốc Thành APK. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đi hành trình kỳ quan mới nha, vương quốc của sự từ chối. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình. Và tiếp tới đi hành trình này thì bắt buộc các bạn phải sử dụng một trong hai vị tướng mới ra. Mình sẽ sử dụng vị tướng này. Lắp vào tên Ivan các bạn. Mình lắp lắp Ansema vào team Ivan thay cho mảnh ghép của Safia. Rồi, nhiệm vụ của chúng ta là phải đưa linh hồn này về ngôi nhà này các bạn, là coi như xong. Linh hồn này thích kẹo các bạn, các bạn đổ kẹo vào đây. Đây là sự kiện có liên quan đến Halloween, linh hồn sẽ liên quan tới kẹo. Rồi, mình sẽ lên đây mình đánh, dụ đi chỗ khác xong mình lên đánh các bạn. Boom. Mình thích cái kỹ năng ném ném cái quả trọng lực vào địch đó các bạn. Kỹ năng nó vừa sát thương vừa to vừa đâm lan nữa, ngon. Rồi các bạn, mình sẽ kéo cái giỏ kẹo qua đây. Mình sẽ kéo cái vỏ kẹo qua đây. Rồi khi mình đổ kẹo vào thì con ma sẽ đứng lên cái bục này. Linh hồn sẽ đứng lên cái bục này các bạn. Ủa mình đổ kẹo mà. Nhanh chân lên bạn ơi. Rồi, ở đây có một cái chỗ tướng, chỗ để mượn tướng nè, các bạn có thể mượn bất cứ con nào các bạn thích. Nếu các bạn nào chưa nhận Ensema hoặc Abydos thì các bạn có thể mượn hai vị tướng này để chúng ta đi map các bạn. Chúng ta mượn để chúng ta đi qua cái map sắp tới này, nó yêu cầu phải có một trong hai vị tướng thì mới qua được. Boom. Rất nhanh và gọn các bạn, bùm một phát là xong tem. Rồi mình kéo cái này lên, mở đường lát nữa con hùng ma đi qua các bạn. Rồi chúng ta nhấn vào đây nè. Đó, nó nhắc tới là bánh xe ma thuật và toàn bạch quỷ các bạn. Là khi đánh ải này mình sẽ dùng một trong hai vị tướng đó. Ở đây mình dùng Ensama. Rồi, khi mình sử dụng một trong hai vị tướng là Ensama hoặc Abydos thì mình sẽ được mở cửa đi qua đường này các bạn.
giật một phát bay màu Thoran luôn các bạn, kinh quá. Rồi, cái rương kim cương đầu tiên 10 vé, mình sẽ qua đây. Rồi, nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ phải thắp nến lên. Kìa một ngọn nến. Linh hồn sẽ sợ nến các bạn. Ở bên đây là có hai chỗ này. Thông thường thì mình sẽ quen tay và mình nhấn ở bên này. Mình quên đập, mình không để ý cái này là dập tắt các bạn. Mình sẽ bấm bên nhẹ nè. Đó, nó sẽ thắp nến lên. Rồi chúng ta qua đây, kéo thố kẹo lên các bạn, rồi các bạn đổ kẹo vào, linh hồn sẽ chạy qua né ngọn lửa các bạn, và nó sẽ đứng ngay chỗ cái mục để ấn những cánh tay kia xuống mở đường cho chúng ta đi. Nhanh chân lên bạn ơi, bạn bò như rùa vậy. Trời ơi, con nó bò kìa. Rồi như vậy là mình đã có thể đi qua. Chúng ta sẽ đi qua bằng đường này các bạn, để chúng ta kéo qua. Không hiểu làm mấy cái này để chi nữa. Rồi. Chờ Ensama đại đế của chúng ta vận công xong thì trận đấu cũng đã kết thúc các bạn. Chán thật sự. Để đi qua cái đây thì mình cần phải nhốt được linh hồn vào ấy nhầm, cần phải đưa được linh hồn về nơi an nghỉ cuối cùng các bạn. Trước tiên mình lia ải này trước á. Ai nổ nào bạn. Bùm. Ơi, mình hãy thắp ngọn nến này lên các bạn. Mục đích chúng ta thắp nến này chi? Để cho khi nó vào kẹo nó sẽ đứng vào ngay chỗ cái ô mà mình muốn. Rồi, mình sẽ hạ cái này xuống nè. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đổ kẹo vào đây. Rồi, chạy là bạn. Nhanh chân lên bạn ơi. Trời, đúng chất ma, bạn bay rất là chậm luôn. Ơi, bạn tới bạn ăn kẹo. Mình sẽ qua đây, nâng cho bạn lên. Cho bạn lên cao. Rồi, sau khi cho bạn lên cao thì mình sẽ hạ cái kẹo bên cạnh kia xuống các bạn. Này, hạ kẹo xuống. Rồi mình sẽ đổ kẹo vào đây. Đó, mình sẽ nâng nâng kẹo lên các bạn, cho linh hồn của chúng ta tới lấy kẹo. Rồi, chạy lại lấy kẹo nào bạn ơi. Sau khi linh hồn của chúng ta lấy kẹo thì chúng ta sẽ thắp nến lên đây. Đó, rồi chúng ta gạt cái cần nến lên các bạn, để cho khi mà đi ngang qua đây nó sẽ bị sợ nến và nó sẽ vô cái nhà các bạn. Rồi qua đây mình đổ kẹo nha. Rồi mình sẽ gạt cần kẹo lên để cho bạn linh hồn của chúng ta sẽ đi ngang qua đây lấy kẹo. Và đi qua đây bạn né nến thì bạn sẽ phải đi vô nhà. Rồi vô nhà đi bạn ơi. Rồi, cửa đã mở. Nhận thưởng thôi các bạn.
Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành được hành trình kỳ quan mới, vương quốc của sự từ chối các bạn. Mình đã hoàn thành 100% rồi. Full room. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn thành công. Và với phần thưởng nhận được của hành trình kỳ quan này, mình hy vọng là các bạn sẽ xâm được tướng ngon, những copy còn thiếu của đội hình và nhanh chóng thăng tiến sức mạnh của team mình. Và các bạn nếu thấy hay thì hãy like và subscribe để đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nữa nha các bạn. À, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.